Alo la, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sư Tê Kê đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.3.2 các bạn ơi. Đấy, ở tập trước Lộc đã làm được một chỗ nấu đồ tự động ở bên đây. Lộc đã xây cái khung rồi, sắp tới Lộc sẽ xây một cái ngôi nhà ngay tại đây luôn rồi các bạn. Đấy, mình nấu mà mình chưa tắt nữa này. Mình có nấu đá các bạn. Ồ đâu rồi? Mình nấu than chứ nhầm. Đấy, nấu than tại vì mình không có đi mai để lấy than ấy. Cho nên phải nấu gỗ ra để làm chất đốt rồi các bạn à. Ok, bây giờ thì dọn cái gương để đi. Hôm qua xây xong chưa kịp dọn á các bạn. Rồi bây giờ thì cho chất đốt vô đây. Đó, một stack gỡ đi để nhiều khi mình cần thì mình chỉ cần dục đồ vô đây thôi. Đấy. Rồi, trong tập hôm nay Lập sẽ quyết tâm kiếm ra cây cúp mềm mại để lấy san hô và trang trí cái sông ấy. Tại vì ở tập trước Lập có anh Trang nhưng mà không có ra cuốn sắt mềm mại. Đấy. Bây giờ thì cắt ăn vô đây đi. Lập có khá nhiều thức ăn này, hôm nay sẽ ăn gì đây? Ăn khoai tây bó lò nha các bạn. Rồi, lúa mì thì cắt vô gương. Đá thì để trên đây, đất để dưới. Ok. Phải lấy thêm ít gỗ nữa để quanh kia làm mấy cây cúp gỗ. Các bạn chỉ là làm cây cúp gỗ nó sẽ tiết kiệm hơn ấy. Hôm qua Lộc không biết cho nên làm cúp kim cương, enchant các kiểu luôn. Rồi, ok, bây giờ quan bản thôi. Rồi, trước tiên phải craft một ít cây cúp gỗ thôi nha các bạn. Đấy, cúp gỗ này. 12 cây, ok là 12 cây luôn. Chậm hỏng 3 hả. Để thử cuốn sách xem sao. Hãy biết đâu cuốn sách lại ra mềm mại. Không có rồi. Vậy là hy sinh một cây cúp gỗ đầu tiên nè. Đấy. Hiệu suất hả, dục đi. Cái này, hiệu suất 4 luôn. Cuốn sách, sức mạnh hả. Quên khoe các bạn là mình có câu được cây. Là mình câu gần hơn cây cần câu rồi. À, mình có câu được mấy cây cung sửa chữa này. Mình thấy đâu rồi mất ta. Đây. Lửa sức mạnh này, sửa chữa này. Sắp tới chắc mình sẽ ép vào để làm cây cung thật là VIP luôn nha các bạn. Rồi, cây này sao hiệu suất hả? Ok, reset nữa đi. Mình còn có 37 level thôi. Ê, đợi mày mãi đi. Wow. Cây cúp đâu? Là một cây cúp kim cương thôi. Đấy, cuối cùng cũng ra đợi mày mãi các bạn. 1 2 3. Độ mềm mại, boom. Có chầm hỏng hay không? Độ mềm mại hiệu suất nhưng không có chầm hỏng. Kệ làm sao đâu. Đấy, tạm thời nhét mấy cây cúp này vô đi các bạn. Đó, cuối cùng cũng có cây cúp mềm mại rồi. Rồi, công việc tiếp theo đó là sao ta? Đi qua chỗ san hô ấy để lấy mấy cái cục san hô sóc vậy các bạn. Vừa hổm mình có đào hai cục nhưng mà thành san hô chết rồi. Các bạn chỉ phải có cúp mềm mại cơ. Ok, bây giờ thì lấy cái thuyền rồi đi qua bển thôi nha các bạn. Ok, trước khi qua rạn san hô mình sẽ ghé thăm chỗ mấy con rùa coi. Đấy. Ô, cái chuyến rùa gần nổi nè các bạn. Giờ mình sẽ lắp ở dưới lại. Đấy, để không thôi nó đi ra nữa các bạn à. Đấy, bữa hôm mình có nuôi một con rồi ấy. Nhưng mà nó nở ra xong cái nó đi ra ngoài luôn. Cho nên mình không lấy được cái vỏ của nó ấy. Đó, bây giờ mình sẽ lắp lại đợi cho nó nở thôi. Cái này là nó gần nở rồi. Nó nứt rồi đấy các bạn. Ok, có nên đập không ta? Đập đem về nhà ấy. Ok, chắc tí về mình sẽ cho nó ăn rồi cho nó đẻ trứng nha các bạn. Còn bây giờ thì đi qua chỗ san hô phía bên đây thôi. Đấy, mình có enchant ở tập trước cái đôi giày lội nhanh dưới nước này. Đó. Đi rất là nhanh luôn nha các bạn. Ok, giờ thì đi bằng thuyền thôi. Chứ lội qua đó khá là lâu. Ok, đi thôi. Rồi ok, sau một hồi đi thì mình cũng đã tới chỗ rạn san hô các bạn. Ở phía trước kìa. Nhìn rất là đẹp luôn. Có mấy bạn chỉ còn dùng cái bột xương ấy, có thể bón cho nó phát triển lên. Mình cũng không biết nữa. Bây giờ thì đào một ít đem về thôi. Này, cái này có này, đào ra. Vậy là san hô sống này, san hô lửa. Wow. Rồi mấy cái cục dưới muối đâu? Đây. Được rồi, 4 cục. Đó. Cái này san hô gì đây? San hô não. Đem cái gì san hô não luôn. Wow. Cái giờ mình đào đi. Đó, mình cũng có cái nón thở dưới nước rồi cho nên không có lo chuyện mắc oxy đâu các bạn. Rồi đào hết vậy. Hay nha. Đó. Không biết cái này có thể nhân giống lên không ta? Mấy bạn nào biết cái này có thể nhân giống hay không nhớ comment chỉ Lộc nha. Hy vọng có thể nhân giống lên được ấy, tại vì mình sợ mình đào ghét cũng hết chỗ này à.
là hết vậy. Được nhiều ta, mình đào đủ lô màu gì luôn á các bạn, chứ một màu không thì không có đẹp cho lắm ấy. Nãy giờ được chưa có màu xanh này, giờ đào màu xanh đi. Đấy. Đào vậy. Nếu mà không có cái cấp mềm mại nó sẽ ra cái gì san hô chết chứ mà não chết đây. Đấy, cho nên các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ thì mình vơ một mớ đem về thôi. Rồi ok, mình đã lấy được mỗi loại san hô thì mình sẽ lấy 25 block thôi các bạn. Đấy, lấy nhiều quá khu này nó sẽ nát và không còn kiểu như tự nhiên ấy. Đấy, mình có đồ dài với con cá heo búp bơi rất là nhanh luôn các bạn. Đấy. Và bây giờ thì đi về. Ui trời ơi. Nhanh hơn The Flash nữa. Ok. Giờ về thôi. Con Yumi kìa. Đấy. Mày à mày, giờ có đôi già này không sợ nữa các bạn. Đuổi theo nó được rồi nè. Được gì vậy? Thịt chim bay. Rồi bây giờ thì về nhà thôi. Let's go. Ok, cảm ơn. Mình thấy cái gì xanh xanh nổi trên mặt nước này. Ok, để mình xuống mình xem đã. Còn zombie tránh ra. Cái vảy này các bạn. Oh my god. Vậy là con rùa này nó rơi ra vảy hay sao đó các bạn. Mình đi ngang mà thấy cái gì xanh xanh mình tưởng cái bột màu thôi chứ. Squid. Vậy là cái này là cái vảy. Wow. Để coi con rùa trong đây nó nở chưa đã. Tự nhiên mình đi ngang mà thấy gì xanh xanh trên mặt. con rùa kia không biết nó nở chưa nữa. Chưa nữa. Con rip ơi, né ra. Mày hả mày. Để nghĩ đây một chút nữa coi các bạn. Hy vọng nó sẽ nở trong ngày hôm nay luôn ấy. Đấy. Rùa kia nó bơi kìa. Mình sẽ cắm đuốc ở xung quanh đây cái nè. Đấy. Tự nhiên đi ngang gặp được cái vảy. Rồi. Giờ về nhà thôi. Chắc từ từ nó cũng nở thôi các bạn. Mày. Ngủ sướng đây vẫn còn không sao đâu. Vậy thôi. Và có một số bạn chỉ lập là có thể dùng bột xương để giúp cho cái gì ta, cái dưa muối nó phát triển các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem coi. Đấy, nếu vậy thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, không cần phải đợi các bạn. Nó không lớn các bạn. Vậy là dưa muối nó không có giúp cho cái bột xương ấy, nó không giúp cho cái dưa muối nó phát triển nha các bạn. Cảm sao đâu. Bây giờ thì mình sẽ dẹp đôi giày này vô, mang đôi giày này. Đấy, rồi sao ta, thay thế mấy chỗ này này thành cái san hô ấy. Đó, đập này ra đi. San hô này mình khá là thích cái san hô màu vàng với màu xanh nước biển này nè các bạn. Cái san hô mình nóng này, nó nhìn khá là đẹp luôn. Đó, đào ra. Rồi, cục màu vàng đây, cục màu hồng ở đây và một cục màu đỏ đi. Đấy, đủ màu luôn các bạn. Đấy, sạch sẽ chưa. Dưới ở trong thì không cần đâu. Đấy, tiết kiệm được một cục này. Đặt cục màu đâu, bong bóng này. Nó tên khá là kỳ ha các bạn. Đấy, tại sao san hô bong bóng nhỉ. Đấy, đặt lên rồi đặt mấy cái này vô nữa. Khá là đẹp luôn. Hấp dẫn chưa. Rồi tiếp tục ở bên đây thôi. Đấy, để cho cái sông nó nhìn nó kiểu như sạch sỡ các bạn. Mình không biết đặt vậy có thích hợp không nữa. Rồi, đây. Ở đây. Ở đây và ở đây. Thấy mình kiểu như đặt ngẫu nhiên thôi các bạn, không cố định đâu. Cái này màu vàng đặt ở đây. Rồi cái này cũng khá đẹp này. Cái này cao quá. Cái này đập không đập bằng cấp mềm mại nó sẽ hư cái mà. Nguy hiểm nha. Cho nó ít cái này vô. Mình sẽ làm dài từ bên đó dài qua tới bên kia luôn nha các bạn, để cái sông mình nó sặc sỡ ơi. Đây và ở đây. Làm đẹp thì chắc các bạn đều thích đúng không. Dưa muối ở đây nữa.
Cái này phải đi lên một ít block rồi đó. Đây 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 đó. Rồi bây giờ mới đặt vô này. Rồi còn màu nữa ấy, cái màu hồng này cũng đẹp nữa. Mình cứ quên mình đập bằng tay nó hư hoài luôn. Căng nha căng nha. Ở đây hả? Ok, ở đây đặt kiểu giống như bên kia luôn các bạn. Thấy nó hình về này. Rồi đặt cái màu vàng này vô. Cái này cho oxy à? Hay là chỗ này thiếu nước ta? Có vẻ chỗ này hơi thiếu nước đó các bạn. Rồi hết này. Rồi ở dưới thì đào ra. Cái xẻng đào kinh quá. Đây và ở đây. Rồi sau đó mình đặt san hô vô thôi. Đấy. Sắp tới mình còn có nhiều bạn ấy kêu lọc xây cái hồ cá đi, thì ok từ từ lọc sẽ xây nha. Đấy. Ý kiến đó khá là hay các bạn. Ở dưới chỗ này thì không cần đâu, tại vì ở đây nó bị khuất đó các bạn. Mình còn chưa kịp bắt mấy con cá nữa, mấy con cá ngoài kia rất là đẹp cũng mà nhiều màu lắm. Rồi ở đây thì một cái gạn bự đi. Đấy. Mình đặt ngẫu nhiên thôi. Đấy. Kết hợp mấy cái màu lại. Đấy. Rồi đặt ra. Nhầm. Rồi đặt mấy cái này kêu gì ta? San hô mềm. Đấy. Còn màu đỏ nữa này. Màu đỏ thì đặt ở dưới đi. Được chưa ta? Không, cái này phải thay bằng cái khác đó, để nó bị trùng ấy. Rồi thay bằng cái này đi. Cái này chưa đặt này. Cái này đặt ở trên mới được. Rồi sau đó thì đặt một ít cái dưa muối biển ở dưới các bạn. Rồi dưa muối biển đặt trên cái màu vàng đi. Đây. Không, cái này bị trùng rồi. Đặt màu màu hồng chứ có chứ ta. Đặt màu hồng đây đi. Đấy, rồi đặt dưa muối biển lên. Đây và san hô ở cái bên. Đấy. Bạn nào có cách trang trí nào đẹp hơn ấy thì nhớ comment giúp Lộc nha. Đấy, Lộc sẽ áp dụng cách đó để trang trí luôn đó các bạn. Tạm thời Lộc chỉ biết đặt mấy cái san hô ở đây thôi chứ không biết đặt cái gì thêm gì ấy. Rồi ở đây còn khá trống này, ở đây làm thêm một cái nữa. Tại cái này bữa hổm Lộc đào ra để lấy cái đất sét ấy, cho nên chỗ này khá là trũng này. Này đào ra. Đó, làm đây này. Rồi một chiếc muối lên. Đó. Tạm thời thì chỉ đặt như đây thôi nha các bạn. Hay khi nào Lộc gạch này, Lộc sẽ đào thêm một ít cái gì ta, san hô mềm này. Mà mấy cái này có thể farm không các bạn? Các bạn nào biết thì nhớ comment cho Lộc nha. Hay Lộc muốn nhân giống mấy cái này lên mà không biết có cách nào nhân giống không nữa. Bây giờ chỉ cần bắt mấy con cá để vô là cái sông nó trở nên đẹp hơn rồi đó các bạn. Ok, làm thêm đi. Đấy, tại vì mình còn khá là nhiều này. Đấy, đặt xung quanh đây thôi. Đấy, đặt vô đây các kiểu nè. Rồi xem kẻ vô là cỏ nè. Đấy, mấy cái này không biết đặt bột xương ra được không ta. Qua đây đi. Rồi, cái này đặt một cái thôi chứ để cho nó tự lớn á các bạn. Rồi đây cỏ vô. Ở đây đặt một cái gạn san hô nữa đi, tại vì khá là trống này. Vàng đỏ các kiểu vô. Đây và ở màu hồng đi. Ở đây nữa. Đấy. Wow. Rồi đặt vô đây là một ít cái gì ta, san hô mềm. Đấy. Tên hơi khó nhớ tí. Đó, đặt vô và ở đây. Đấy. Giờ khi nằm mấy cái dưa muối biển nó lớn thêm ấy, mình sẽ đặt vô đây để cho nó phát sáng các bạn. Rồi ở đây thôi, bên đây còn hơi thiếu này. Cỏ đây, cỏ để đây. Ở đây nữa. Rồi ta bẻ một ít thôi, khi nào mình có mình sẽ đặt vô thêm. Rồi như vậy công việc trang trí cái sông đã đại khái hoàn thành rồi các bạn. Hấp dẫn chưa? Ok bây giờ ngủ thôi. Cần 5 cái vải để làm được một cái nón nha. Mình cần 4 cái nữa mà không sao đâu, từ từ chắc cũng sẽ đổ thôi các bạn. Và tạm thời thì nhét lên đây đi. Công việc tiếp theo là đi tìm dân làng nha các bạn. Các bạn chỉ là đi theo hướng mặt trời mọc. Hướng này đấy, sẽ có dân làng, mình chưa biết có hay không nữa, nhưng mà không sao đâu, cứ đi theo hướng hướng bên đây đi.
còn mấy anh dân làng tạm thời cho anh vô chuồng gà ở nha các bạn, tại vì mình không có kịp xây cái chỗ cho mấy anh ảnh mấy anh ở ấy đó, cho nên tạm thời cho mấy anh ở đó đi. Còn bây giờ thì đi về hướng này để tìm dân làng thôi. Mình cần phải đem theo cái giường nữa để có gì ngủ á các bạn. Ok, let's go. À không, cái này dân zombie thường, mình cứ tưởng zombie dân làng chứ nhìn sao cứ tưởng zombie dân làng không á các bạn. Bị lắc à? Game bị delay nữa rồi. Game thỉnh thoảng lâu lâu nó bị delay á các bạn. Đấy, rồi giờ đi tiếp coi. Làm mừng hụt không à? Giờ gặp nó mình cũng đâu có bắt được đâu, tại vì mình đâu có đem táo vàng rồi thẻ tên để đặt tên cho nó đâu, đúng không? Đấy, giờ đi tiếp thôi. Rồi, ok, trên đường đi thì mình gặp được một con gấu bắc cực nè các bạn. Lại có một mình giống như con gấu ở trên đảo gần đảo Núm thôi. Nhưng mà sao quá cho nên không bắt nó về được ấy. Ok, chắc mình dành một tập khác để mình dẫn nó về nha các bạn. Tạm thời cho nó đó đi, chắc nó không có despawn đâu. Ô, có thỏ này. Lần đầu tiên mình thấy thỏ luôn ấy. Dẫn nha. Tại vì hướng bên kia không có dân làng mà nguyên cái đồi cao lắm, cho nên mình đảo hướng bên đây về cái đảo Núm đi khám phá ở phía dưới thôi. Hy vọng sẽ tìm thấy kim cương ấy, tại vì lâu quá mình không đi đào mai để tìm thêm sắt vàng cũng như là kim cương. Ok, giờ thì let's go trở về cái đảo Núm. Giờ ở đây có em gấu bắc cực nữa này, nhìn tội nghiệp quá. Sao mấy gấu bắc cực nó chỉ spawn lần có một con thôi nhờ? Mấy con mốc kia thường thường nó spawn ra lần hai ba con thôi các bạn. Mà con bò nớm riêng con gấu bắc cực ấy một lần nó spawn chỉ có một con thôi. Đấy, mình sẽ dành một tập riêng để bắt nó nha, nên các bạn yên tâm. Rồi bây giờ thì săn lùng trên đảo này coi có hang động gì không để xuống dưới tìm kim cương các bạn. Đấy. Đây, ở đây có mấy con bò này. Wow, hơi bị nhiều bò nớm ấy. Ở đây có lava hả? Vừa hỏi mình gặp cái hang ở đâu đây này các bạn. Ăn vô đây. Chạm hồi đói rồi. Để xem. Đâu ta, bữa hôm là đây cái hang đây. Bữa hôm là gặp cái hang ở đây mà. Đó. Đấy, mới vô là có sắt ở này, giờ làm đuốc thôi. Tạm thời mình dùng than gỗ để làm đuốc nha các bạn, tại vì mình không mình quên đem cái cúp gia tài rồi. Thì cái tình á. Không sao đâu, giờ có cúp mày mà đào lấy cái quặng về cũng được các bạn. Rồi, tạm thời đào trước đi. Than được các kiểu này. Cái hang này nhỏ nha, để tìm cái hang khác để nó bự hơn các bạn. Hang này nhỏ quá. Cái cúp gia tài mình để bên kia, để bên phòng anh trai các bạn. Giờ thì nhét mấy cái quặng này vô đây đi. Đấy. Ok, tiếp tục thôi, mình để cái đôi giày ở nhà đây. Nhiều khi mất nữa thì cổ thanh. Ok, giờ qua bên kia để lấy cái đôi giày thôi. Cái cúp nhầm. Cái cúp đó các bạn, cái cúp gia tài mình enchant được ở tập hôm qua hay tập hôm kia vậy. Đấy, gia tài 3 luôn, không đùa được. Đây, gia tài 3 hiệu suất các kiểu này. Mình đem theo cái cúp mềm mại đi. Còn cúp này cắt ở nhà. Khi nào mà cái cúp này nó gần hư các bạn, mình sẽ ép cây này với cây kia lại để thành cái cúp có cái dòng mềm mại và chậm ổng ấy. Đó. Đi xuống hàng này đi. Đấy, hàng này không gài gần nhà mà mình chưa có khám phá các bạn. Gia tài để ở trên. Đấy. Nó sâu lắm các bạn. Giờ đào gì đi xuống. Có sắt này. Hấp dẫn. Hình như mình không đi mai, hình như là khá lâu đấy. Cho nên tập hôm nay gán tìm được kim cương thôi. Anh cung à? Không sao, bên đây có đây. Bên đây còn một cái hang nữa mà. Mình có khá là nhiều đuốc này. Xì kẹ le tên hả mày? Ở đây bự lắm các bạn. Giờ đảo này ra trước đi. Lúc trước mình đi dưới mấy cái ravine dưới đại dương ấy, mình gặp sắt mình không có đào ấy, tại vì đào khá là chậm các bạn, cho nên bây giờ gặp sắt trong hang là phải đào thôi. Than thì dùng cúp gia tài để đập ra.
À không, mình dùng mềm mại luôn đi, về nhà mình đập ra cũng được các bạn. Giờ đập thì nó hơi tốn slot ấy. Rồi, đây có sắt nữa này. Đó. Không biết các bạn thích mình đi mai không nhờ? Đấy, để mình biết mình làm mấy đoạn đi mai mình làm dài dài ngay, nếu không mình có mình cắt hết à. Đấy, nếu các bạn thích mình đi đồ mai cái này thì nhớ comment nha. Đấy, mình sẽ hạn chế cắt mấy đoạn này ra. Nghe tiếng zombie skeleton đâu trên đầu này. Căng nha. Để mình đào hết chỗ này rồi mình đi lên trên coi. Đấy, nó kêu nãy giờ rồi đấy. Đó. Rồi, đi lên. What the? Đào gớt thẳng vô đầu chứ. Ở đây cái hang cụm rồi. Cắm đuốc trước các bạn. Ở đây 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 đây. Mày hả mày? Mày. Rồi, đào sắt thôi. Các bạn mà muốn đào nhiều sắt ấy, cứ vào hang cho mình nha. Tại vì đào kiểu trip mining này nó sẽ ít ra cái quặng hơn các bạn. Đấy, muốn đào mấy kiểu như than sắt thì cứ vô hang mà đào. Đấy, đừng trip thì nó chủ yếu đi tìm kim cương thôi các bạn. Wow. Có cái cúp mềm mại đào cũng khá là thích, tại vì đào phát ra đá nhẵn luôn. Đấy, không cần phải nấu lên đi. Ở đây hết rồi. Ở đây còn này. Đấy, mới đào một tí mà đã gần một stack sắt rồi nè các bạn. Để làm ra. Rồi, đi tiếp thôi. Rồi đây. Một sắt nữa này. Cái bản 1.3.2 cái tỷ lệ ra mấy cái quặng sắt nó hình như khá là cao các bạn. Các bạn đào một lần ít nhất là cũng 4 quặng ấy. Đấy, 3 4 quặng thôi. Đó. Cho nên phiên bản này việc kiếm sắt thì khá là dễ. Mày. Ủa đây nhiều zombie thế. Ke nữa. Wow. Căng như mấy hai. À nó thông với bên kia. Mấy mày anh làm căng quá. Ở đây có sắt này. Đó thấy không? Một lần 8 quặng luôn. Đấy, đào khá là thích. Ở đây thì than. Chắc các bạn không thích đào mấy cái than với sắt đâu, các bạn thích mình đào kim cương thôi đúng không? Đấy, cho nên tập hôm nay mình sẽ cố gắng đào kim cương với các bạn xem nha. Cứ yên tâm, kim cương từ từ sẽ ra thôi, không cần gấp nè. Than. Hấp dẫn. Tại vì mình có cái chỗ nấu đồ siêu tốc ấy, cho nên cần khá là nhiều than để cho nó nấu, chứ mình nung củi lên cũng được ấy, nhưng mà khá là lười á các bạn. Rồi. Than mình còn có thể nén lại thành cái khối than nấu được nhiều hơn các bạn à. Đấy, ăn vô cái đã, nãy giờ đi quên ăn luôn chứ. Ăn vô. Ở đây có sắt này. Ở trên mình có con skeleton kìa, mình nghe tiếng chân của nó rồi đấy. Đấy, nó kêu nghe lon con các bạn. À, nó nghe trên đầu thôi. Đào lên lứt nó luôn các bạn. Đấy, làm gì phải sắn mấy con skeleton này. À, nó gần lắm anh này. Đấy, hai con luôn. À, spawner. À, thì ra là spawner các bạn. Wow. Vậy là có thể là máy farm xương đó các bạn. Tại vì có nhiều bạn kêu Lộc làm máy farm xương ấy. Hấp dẫn. Đây. Hấp dẫn nha. Vậy là mình có đủ hai cái máy farm này thì mình không còn ngại gì nữa các bạn. Nó bắn nhau kìa. Quýnh nó. Đấy. Mày. Hai con. Mày hư giá ba mày biết không? Hai con này quýnh hòa đồng kinh lắm các bạn. Mày. Vậy là clear cái bọn này rồi. Đấy, sắp tới chắc là mấy phân xương cho bạn xem luôn nha. Đấy, được cái gì đây? Hai thẻ tên, lấy cái gương luôn. Lấy không ta? Chắc không đâu, để đây nhiều khi mình cần đấy. Xương thịt zombie này, yên ngựa đem về. Cái ton để dưới cũng được. Đấy, sẵn tiện cắt mấy cục đá nữa luôn đi, tại mình cần chỗ để đào cái gì ta? Mấy cái quặng ấy. Rồi giờ chụp hình cái tọa độ này lại thôi. Đấy. Rồi ok, tiếp tục. Sẵn tiện đào đây luôn. Wow, quá là hấp dẫn đi đúng không? Đấy. Úi giời. Ủa, cái hang này bự thế. Nó dẫn lên trên luôn các bạn. Để coi ở đây là ở đâu nha. Có gần nhà mình không nữa.
À, cái bên luôn. Vậy, hợp lý này. Bên kia là cái đâu ta? Ở bên kia là cái farm zombie các bạn, còn bên đây là farm skeleton này. Quá là phê đi. Ở đây thì than đào luôn. Đấy, xúc láng hết các bạn. Đấy, bây giờ tới lúc chúng ta khai thác mấy cái quặng này rồi. Đấy, sau này mình dự định sẽ xây một cái công trình ở dưới lòng đất luôn. Hầu hết mấy công trình mình sẽ xây dưới lòng đất nha các bạn. Khi nào mình có cái beacon này. Đấy. Rồi. Tại đó giờ xây ở trên mặt đất thì cũng khá là nhiều rồi. Cho nên muốn đổi gió xuống lòng đất xây á các bạn. Vậy. Giờ khai thác hết số than này và sao ta? Đi tìm mấy cái chỗ sâu sâu hơn để đào kim cương thôi các bạn. Đây còn sắt này. Ok, giờ mình sẽ đào hết chỗ sắt này rồi đi xuống sâu hơn nha. Ok, cảm ơn mình đã trở về đây nhưng mà trời mưa kinh quá. Mưa chắc nó có thể video sẽ hơi giật, các bạn thông cảm cho Lập nha. Đấy, trời mưa này câu cá sẽ rất là thích hợp luôn. Ok, giờ mình sẽ cắt mấy cái quặng này đã rồi mình qua chỗ câu cá nha. Than hả? Mấy cái gương này mình đầy rồi các bạn. Chắc phải nén lên, nén cái này lại đó, có slot nó nhét than vô. Than được khá là nhiều rồi này, vàng này. Vàng hả? Redstone nữa, redstone chắc để vô gương này đi. Mình có để một gương đựng cái ton đây 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 đây. Rồi luli nữa. Luli thì nhét vô đây. Đó. Rồi như vậy tập hôm nay đi đào được được mấy stack sắt cũng như là than ấy. Đó, yên ngựa thì để vô đây. Nem tác cũng vậy luôn. Đấy. Thu xuống các kiểu này. Và mấy cái đá linh tinh thì mình nhét vào đây, còn đá nhẵn đục đây để mình xây dựng á các bạn, mình chia ra để dễ tìm ấy. Đó. Rồi bây giờ thì đi qua chỗ câu cá thôi nha. Chưa mình cắt mấy cái không cần cắt đâu. Qua chỗ câu cá để cho bạn xem. Ok. Còn bánh mình ép mấy cây cần câu lại các bạn, tại vì mình câu được một cây cần câu sửa chữa. Đấy. Mà mình quên khoe với các bạn nữa. Mấy tập trước mình lui cua mình làm không mà, nhưng mà mình không có vô đây cho nên không nhớ các bạn. Đấy, mình có cây cần câu sửa chữa đâu rồi? À, đây 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 đây. Đấy, sửa chữa trong hỏng này. Đấy, nếu các bạn không tin phải không? Giờ mình sẽ cho các bạn xem số liệu nha. Đấy, đây cái cách chứng minh đó các bạn. Vật phẩm số lần sử dụng, đây đây đây, số lần sử dụng này. Cần câu. Đấy, mình câu được 422 lần. À, 422 lần này nha. Đấy, số lần nhặt là thì tại vì mình mới có sao ta? Grab được có một cây cần câu duy nhất thôi. Đấy, cho nên số lần nhặt của mình chỉ là một nha các bạn. À, còn số lần chế tạo thì được hai rồi. À, rồi bây giờ mình sẽ ép cái cây cần câu này dưới một cây cần câu thường hay sao ta? Để cho nó full cái độ bền các bạn. À không, cái cần câu này có sửa chữa mà. Quên nữa. Giờ ép cái cần câu vô hạn đâu rồi? Cái này có vô hạn nhưng mà có cái lời nguyền các bạn, mình không thích mấy cái dòng lời nguyền đâu. Có cái cần câu sửa chữa đâu mất tiêu ta? À đây đây, sửa chữa này. Cái này cũng sửa chữa mà có lửa luôn. Vậy lấy cái này đi cho nó ngon hơn ấy. Vô hạn đây, ép hai cái này vô này. Đó, sẽ được full giọng luôn rồi. Sức mạnh 4. Wow, vậy là mình sẽ ép mấy ba cây này lại với một cây cần câu mới nha. Ủa vậy cây cung mới chứ lộn. Cái cung tên mà cứ bảo cần câu hoài luôn. Giờ mình sẽ lấy ít tơ để làm cây cung mới luôn nha các bạn. Tại vì cung mới ép với cây cung hỏng ấy, nó sẽ thành một cây cung full độ bền. À, đây là cách duy nhất để sửa mấy cái đồ mà chưa có mending thôi các bạn à. Đây chỉ đây một hai à, cái này hình như ba chỉ mới được. Grab cái cung tên phải không? Đây rồi, đi quăng bển bỏ vô cái đe thôi. Bây giờ mưa có thể hơi bị dập cái đeo nha các bạn, thông cảm Lập nha, tại vì tí là còn phải AFK để kiếm sắt mending nữa cho nên phải chờ mưa lại các bạn. Cần câu full dòng ấy. Nhìn cần câu khá thích đấy các bạn, chắc ít bữa nữa mình sẽ đổi tên lại, đang nghĩ tên đấy. Đấy rồi ép vô. Sửa chữa trước đây, ép dòng sửa chữa trước. Ơ chết rồi, mình thì tình làm cái cung mà lại làm làm cái cần câu chứ vãi xoài à. Rồi bây giờ thì ép cây cung này với một cây cung sửa chữa. Đấy, 8 level, còn đổi ngược lại có hai level thôi các bạn. Đấy, sao gì nó sẽ đỡ tốn level này. Đấy, rồi
Rồi ép vô đi. Rồi tiếp theo là dòng sức mạnh vô hạn lửa nữa này. Đó, cần 16 level. Gì thì 8 level thôi. Rồi ép cái này để được sức mạnh 5 nhé các bạn. Đấy, vậy là được cái cung mắt maximum rồi, để tung là ok. Tên thì từ từ chắc mình đặt sau đi, tạm thời lấy ra. À không. Gì vẫn được. Cứ tưởng không ép được nữa chứ. Rồi, tên thì từ từ mình sẽ đặt sau nha các bạn. Đấy. Giờ chỉ cần đem theo một cái mũi tên là mình có thể bắn hoài luôn nha các bạn, tại vì nó có dòng vô hạn này. Ok, trong thời gian giới tập mình sẽ ngồi ở đây và AFK để cứ kiếm cuốn sách Mending nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye. Ui, vô nhà trời mưa rồi. Ra ngoài chào nữa.